Xin kính chào quý vị đã đến với kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, ở chùa Long Thiền hay còn gọi là chùa Cây Thị ở thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xảy ra một câu chuyện kỳ lạ. Ngày trước có hai chị em sư cô song sinh về cai quản ngôi chùa, cũng là chừng ấy thời gian họ sống chung với đàn rắn lục. Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông, tiếng tụng kinh niệm Phật là đàn rắn lại thả mình rơi lộp bộp quăng trước chánh điện, rắn còn cuộn tròn nằm ngủ cạnh giường hay cuộn tròn lu lu trong thùng gạo. Những việc này diễn ra khiến cho ai nghe qua cũng sợ hãi lạnh sống lưng. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ngôi chùa cổ có 92 vị rắn ẩn tu. Chùa Long Thiền hay còn gọi là chùa Cây Thị, tọa lạc tại thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chùa đã có từ 200 năm. Đây là một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng với nhiều câu chuyện ly kỳ của thành phố Phan Thiết, mà trong đó có những điều bí ẩn về loài rắn nghe kinh chưa có lời giải. Sở dĩ có tên gọi chùa Cây Thị vì theo tương truyền của dân làng, khi xưa cạnh chùa mọc lên cây thị đại thụ, vòng thân to đến 7 người ôm không xuể, đứng cách xa hơn chục cây số vẫn thấy rõ tán cây. Tuy nhiên sau này do bom đạn của chiến tranh chống Mỹ ác liệt khiến chùa đổ nát và cây cổ thụ xưa không còn, giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức. Chùa Cây Thị vốn được cho là nơi tọa lạc rất nặng âm khí, vì trước kia đây là vùng đất nghĩa địa, cũng chính là nơi để các cụ tổ chức lễ mai táng. Chính vì những huyền bí hoang sơ và linh thiêng của vùng đất, không chỉ có người dân không dám đến đây mỗi khi triều tà, mà trước kia có rất nhiều sư trụ trì ở đây nhưng cuối cùng cũng xin bỏ đi nơi khác. Đến nay sư trụ trì Thích Nữ Hạnh Châu đã tiếp quản được gần 20 năm. Hai thiếu nữ Nguyễn Thị Phụng tức sư cô Thích Nữ Hạnh Châu và Nguyễn Thị Hoàng tức sư cô Thích Nữ Hạnh Ngọc từ nhỏ vốn mê mẩn kinh Phật, thường rủ nhau lên chùa nghe tiếng kinh. Năm sấp xỉ tuổi đôi mươi, đôi chị em Phụng Châu chắp tay xin bố mẹ được phép xuất gia nhập chùa. Cô em út của hai sư cô song sinh cũng theo tu tại một ngôi chùa khác ở Bình Thuận. Sư cô Thích Nữ Hạnh Ngọc mỉm cười trải lòng. Gia đình có ba chị em gái thì cả ba đều đi tu cả. Lúc đầu bố mẹ có ngăn cản, nhưng bởi ai cũng quyết tâm đành chiều theo ý các sư. Những ngày đầu mới về tiếp quản chùa, gần như cổ tự xuống cấp sập sệ, ngôi chùa nhỏ rột nước khắp nơi, chẳng khác nào căn nhà cấp 4 lâu ngày bỏ hoang. Xung quanh chùa chẳng có ai dám dựng nhà sinh sống. Mới 4 giờ chiều mà chẳng ai dám đi ngang đoạn đường băng qua nghĩa địa. Vừa thỉnh chuông, một đàn rắn lục xả xuống nghe kinh niệm Phật. Câu chuyện tâm linh huyền bí ngôi chùa rắn nghe kinh bắt đầu từ khi hai chị em sư cô song sinh về tiếp quản. Những câu chuyện ly kỳ về đàn rắn trong chùa bắt đầu xuất hiện. Bấy giờ xung quanh chùa đâu đâu cũng gặp rắn, thậm chí lúc hái rau không chú ý tay bốc nhầm đầu rắn là chuyện thường. Lúc ngủ rắn còn cuộn cạnh bên giường. Lo sợ, ngày ngày hai vị sư cô làm cây để vượt rắn đem đi nơi khác thả, tích cực phát dọn cây, nhưng đuổi đi rồi đàn rắn lại bò về, chúng xuất hiện khắp nơi. Vị sư cô khẽ dùng mình nhớ lại, có hôm mở thùng gạo chuẩn bị nấu cơm đã thấy con rắn cuộn thành cục đen xì nằm lù lù. Nhiều con to bằng hai ngón tay người lớn gộp lại, đi ngủ cũng có rắn, toilet cũng có rắn, có nhiều vị chấp tác phải bỏ về, không thể có gan nào mà ở lại. Chưa hết, hễ mỗi lần sư cô cùng Phật tử thỉnh chuông, nghe tiếng tụng kinh niệm Phật, từ nóc chánh điện lại xuất hiện hàng chục con rắn xanh. Đàn rắn sau hồi lâu ngóc đầu lắng nghe kinh Phật, lại quăng mình rơi lộp bộp xuống nền chánh điện. Vị sư cô kể, chúng rơi xuống chúng cả lưng các sư, bò lồm ngộp xung quanh mấy người đang tụng kinh. Có hôm sợ quá, nhiều người phải vùng chạy ra ngoài. Đàn rắn lục ngóc đầu nghe kinh Phật đều đặn như cơm bữa. Lạ hơn nữa, chúng không hề tấn công người và có sự phân bố rõ rệt. Rắn mình xanh ẩn nấp trên nóc chánh điện, xung quanh vườn chùa là rắn thân đen. Sự lạ lặp đi lặp lại ấy khiến ai nấy nghĩ rằng đàn rắn xanh kia là hóa thân của bậc thiền sư quá cố từng tu hành ở chùa cổ. Bấy giờ chị em vị sư trụ trì bèn khấn nguyện rằng nếu quả thật các sư tổ hóa thân vào rắn, xin đừng xuất hiện mỗi khi Phật tử tụng kinh niệm Phật nữa, bởi nếu tiếp tục xuất hiện sẽ khiến mọi người sợ hãi, không ai dám tụng kinh tiếp nữa. Quả như lời khấn nguyện, kể từ sau đó đàn rắn xanh xuất hiện thưa hẳn dù vẫn sinh sống trên nóc chùa. Hai chị em ni sư trụ trì kêu Đức Phật Tam Bảo gia hộ, chứ nhất quyết không bỏ chùa ra đi và chuyên tâm tụng kinh niệm Phật để cầu siêu thoát cho đàn rắn, cầu cho đàn rắn được tĩnh tâm ẩn tu. Xây chùa mới, niệm Phật xin đàn rắn lánh đi nơi khác.
Cũng liên quan đến đàn rắn rơi lộp độp xuống nền chánh điện, mỗi khi nghe tiếng kinh, sư cô trụ trì chùa Cây Thị cho biết, trước ngày tháo dỡ chùa cũ vào năm 2003, bà lên thắp nhang nhẩm niệm, có thí chủ tốt bụng cúng dường tam bảo xây chùa đàng hoàng hơn, các ngài linh thiêng xin tạm lánh nơi khác. Ngôi chùa rắn nghe kinh, không có ai có thể lý giải được chuyện này. Cho dù mọi hôm đàn rắn xanh xuất hiện như nấm trên nóc chánh điện, nhưng hôm tháo mái chùa khởi công xây dựng, đám thợ không hề bắt gặp con rắn nào. Cũng từ khi xây mới, giống rắn sinh sống xung quanh chùa rời đi đâu không ai rõ. Có lẽ không ít người sẽ hoài nghi những lời kể trên, nhưng với cư dân địa phương, chuyện rắn nghe kinh gieo mình lộp độp xuống nền chánh điện chùa Cây Thị thì ai cũng nhiều lần tận mắt thấy. Bà Ngô Thị Năm, 77 tuổi, nhà ngay đầu đường lớn dẫn vào chùa xác nhận. Ai chẳng biết rắn ở chùa Cây Thị nhiều vô kể. Thời gian đầu vì sợ rắn cắn, mấy sư cô định bỏ chùa. Nhưng dân làng năn nỉ mãi, đêm đêm vào chùa ngủ chung để trấn an mấy sư. Đàn rắn sống nhiều nhất ở vị trí sau lưng tượng Phật ở chánh điện. Tôi nhìn thấy đã ớn lạnh cứng luôn cổ họng. Khó lý giải ngôi chùa khoan 9 giếng đều gặp nước mặn. Trăm sư lạ, ngàn sư lạ. Đó là những nhận xét của cư dân địa phương về cổ tự Cây Thị. Đơn giản nhất là câu chuyện nước uống. Những người đang tu hành tại chùa Cây Thị hàng chục năm nay vẫn sử dụng nước nhiễm mặn để sinh hoạt. Sư trụ trì Thích Nữ Hạnh Châu cho hay, từ lúc về tiếp quản chùa, phía sau chánh điện có giếng đào, nhưng nước mặn chát, không thể uống được. Lấy làm lạ, sư cô tìm hiểu những gia đình xung quanh mới biết mọi nhà đều có giếng đào ở độ sâu tương tự, nhưng nước không bị nhiễm mặn. Nhà chùa có sang xin nhà dân cho khoan nhờ giếng trên đất của họ, nhưng đều bị từ chối bởi quan niệm mất mạch nước. Không ai giải thích được tại sao cả vùng đất rộng lớn chỉ có khu đất chùa Cây Thị tọa lạc toàn mạch nước nhiễm mặn. Đến những năm gần đây, nhờ được sự hỗ trợ kinh phí, sư cô Hạnh Châu thuê nhóm thợ đến chùa khoan giếng. Thêm lần nữa, ai nấy lắc đầu thở dài bởi tất cả 9 vị trí xung quanh chùa đều cho kết quả nước nhiễm mặn. Ngay vị trí cách giếng đào của gia đình cạnh chùa, cách nhau chỉ vài bước chân cũng nhiễm mặn. Sư cô Hạnh Châu cho biết, lần khoan thứ 9, nước trào lên dù nhiễm mặn, nhưng có thể dùng được. Từ đó đến nay, các sư thay phiên gánh nước ngọt về nấu cơm đun nước uống, còn những sinh hoạt khác vẫn dùng nước lợ. Sư cô Thích Nữ Hạnh Ngọc mỉm cười trải lòng. Gia đình có 3 chị em gái thì cả 3 đều đi tu cả. Lúc đầu bố mẹ có ngăn cản, nhưng bởi ai cũng quyết tâm đành chiều ý các sư. Người dân phường Phong Nẫm bật mí, trước 2 vị sư cô từng có nhiều nhà tu hành về tiếp quản cổ tự Cây Thị, nhưng lần lượt tất cả các vị sư đều xin phép cáo từ bởi nhiều lý do khác nhau. Chỉ đến khi 2 vị sư song sinh về trụ trì, chùa Cây Thị mới thay da đổi thịt, trở thành cổ tự lớn nhất vùng như hôm nay. Dân làng vẫn cho rằng khu đất chùa Cây Thị vốn là nghĩa địa lâu năm, là đất hội, nơi để những dụng cụ tổ chức lễ mai táng nên cực kỳ nặng âm khí, phải nhờ vận mạng lớn, 2 sư cô song sinh mới có thể trụ lại đất thiêng. Thưa quý vị, ở Ấn Độ từng có các vị tu sĩ thổi kèn để những con rắn hổ mang uốn éo theo điệu nhạc. Còn trong câu chuyện ly kỳ về loài rắn nghe tụng kinh niệm Phật ở tỉnh Bình Thuận, đến nay vẫn là điều bí ẩn. Mặc dù câu chuyện mang đậm màu sắc tâm linh huyền bí, nhưng lại giúp con người có cái tâm thanh tịnh và hướng thiện. Ngôi chùa cổ linh thiêng này là nơi để người dân đến dâng hương, cúng bái, cầu an, trao gửi niềm tin khi lĩnh hội những giá trị tốt đẹp của đạo Phật. Chương trình của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị hãy comment để bày tỏ quan điểm của mình về chủ đề này. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để có thêm những thông tin, sự việc với những bài học, kinh nghiệm hữu ích. Xin kính chào và hẹn gặp lại!